Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn trở lại với câu chuyện thiền am bên bờ vũ trụ. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, như vậy là lực lượng chức năng cơ quan có thẩm quyền đã khẳng định rằng trong thiền am có tới 8 đứa trẻ. Trong thiền am bên bờ vũ trụ có 8 đứa trẻ, 6 đứa trẻ đang sống với mẹ nó. Còn hai đứa trẻ họ đang làm thủ tục nhận con nuôi nhưng đang vướng mắt một số vấn đề ủy ban nhân dân xã hòa khánh tây chưa cấp chứng nhận nhận con nuôi với hai đứa trẻ còn lại do trục trặc một số vấn đề như vậy thì chúng ta nên biết và cũng đã là sự thật rồi những đứa trẻ trong thiền am bên bờ vũ trụ không phải là những đứa trẻ mồ côi mà những đứa trẻ này đang sống với mẹ của nó những người trong thiền am là những người có quan hệ huyết thống như vậy thì sao những người giả sư trong thiền am mạnh dạng tuyên bố rằng họ không làm gì sai quý vị và các bạn thấy cái tuyên bố đó tàu lao hay không? họ không làm gì sai, trong khi những đứa trẻ đó đang sống với mẹ nó trong thiền am, mà những người giả sư cùng với công ty điền quân, cùng với ban tổ chức, ban giám khảo thách thức danh hài khẳng định rằng đây là những đứa trẻ mồ côi. có sai không quý vị? hoàn toàn sai. rồi từ cái chuyện đó họ huy động từ thiện để những mạnh thường quân giúp đỡ cho đời sống các bé cái này không những sai về đạo đức mà sai về pháp luật luôn vi phạm pháp luật luôn cái vấn đề này làm cho dư luận cực kỳ bức xúc nguyễn sinh phanh phui ra ở mức độ nhẹ nhàng cô nguyễn phương hằng tung đòn nóc ào thì bây giờ mới đóng tài khoản kêu gọi từ thiện vậy mà những người giả sư trong thiền am vẫn mạnh dạng tuyên bố họ không làm gì sai tại vì họ đang trục lợi cái nguồn lợi nó quá lớn quý vị cái nguồn uh, từ thiện của những người yêu thương bé nó gửi vào nhiều quá đó là chưa tính tới những người mà cuồng tính những người cuồng tin ủng hộ ủng hộ thầy ông nội ủng hộ thầy nhất nguyên ủng hộ các chú tiểu đó những người cuồng tính cuồng tin ủng hộ nhiều nữa vậy mà vẫn chưa nhận ra mình sai lầm cũng mạnh dạng tuyên bố là tôi không làm gì sai không làm gì sai mà cơ quan chức năng đã khẳng định rồi thiền am sẽ bị đào thải ngay Thiền am trong tháng 11 này Sẽ bị đào thải ngay Thưa toàn thể quý vị và các bạn Những người giả sư Những người lớn trong thiền am Bà Cao Thị Cúc, ông Lê Tùng Văn Những người giả sư hoàng nguyên nhất nguyên Các người còn lại sẽ chịu trách nhiệm Trước pháp luật Chịu trách nhiệm trước bàn dân thiên hạ Vì đã làm cho cái lòng tin, lòng tốt Của người dân Việt Nam bị xói mòn Đau lắm Khi mà cái lòng tốt của chúng ta còn đau nữa rất là đau đúng không quý vị và các bạn cho nên thiền am bên bờ vũ trụ sẽ trở thành thiền am bên bờ phá sản dẹp ngay vậy mà dám mạnh dạn tuyên bố là tôi không sai chờ đó chờ đó đi khoảng 10 ngày 15 ngày nữa thì biết những đứa trẻ hoàn toàn vô tội những đứa trẻ hoàn toàn vô tội thưa toàn thể quý vị và các bạn những đứa trẻ là những trang giấy trắng rất là thơ mộng. Không có tội. Phúc yêu cầu, Phúc tha thiết yêu cầu cộng đồng mạng. Đừng nên công kích những đứa trẻ trong thiền am. Những đứa trẻ đó tài năng. Những cái tài năng của chúng phải được định hướng đúng đắn. Đừng để lấy cái sai phạm của người lớn ra. Để tụi trẻ sau này nó nó lớn lên, nó thành lừa đảo nữa. Tội cho tụi nó. Đúng không thưa toàn thể quý vị và các bạn? Thiền am chuẩn bị lên đường. Cái công của Nguyễn xin có Cái công của cô Nguyễn Phương Hằng rất lớn Và đặc biệt là chúng ta phải đông lòng Cộng đồng mạng, dư luận đông lòng lên tiếng Tẩy chay, dẹp ngay cái thiền am tào lao đó Để những người khác nhìn vào thấy cái sai này Mà sống cho tốt đời đẹp đạo hơn Sống cho nó ý nghĩa, nó có ích cho đời, có ích cho xã hội hơn Điền quân, công ty Điền quân ban tổ chức ban giám khảo thách thức danh hài nghệ sĩ trấn thành và nghệ sĩ trường giang mc ngô kiến huy đang nợ khán giả đang nợ cộng đồng mạng một lời xin lỗi chân thành đúng không thưa toàn thể quý vị và các bạn những đứa trẻ hoàn toàn vô tội lỗi là lỗi người lớn lỗi nhà tổ chức thách thức danh hài làm cho cái lòng tin cái lòng tốt của người dân bị xói mòn. Rất là tức, rất là bất xúc. Một lần nữa, Phúc, đại diện cho chính nghĩa, có tiếng nói, tẩy chay thiền am, tẩy chay những sai trái của ông Lê Tồng Vân, tẩy chay những sai trái của bà Cao Thị Cúc, tuyệt đối tẩy chay những hành vi sai trái của những người giả sư, giả ni cô, trong thiền am để chúng ta hướng những đứa trẻ đó trở thành những công dân có ích cho đời, có ích cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã theo dõi clip này. Clip sau, Phúc sẽ đưa ra giải pháp để thiền am bên bờ vũ trụ trở lại cuộc sống bình thường. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại lòng con người luôn có vị tha bao dung một lần nữa xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã theo dõi clip này của phúc phúc hơi lớn tiếng xin xin lỗi quý vị và các bạn xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại